Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, tỉnh Hưng Yên có 4 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, gồm khu công nghiệp Phố Nối A mở tổng, diện tích hơn 90 ha, khu công nghiệp Sạch 143 ha, khu công nghiệp số 05 hơn 190 ha và khu công nghiệp số 03 gần 160 ha. Bên cạnh đó, các khu công nghiệp Yên Mỹ 2 và Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3 đang được thẩm định hồ sơ chủ trương đầu tư theo quy định. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã hướng dẫn các nhà đầu tư nghiên cứu khảo sát lập đề án bổ sung 6 khu công nghiệp có vị trí giao thông thuận lợi vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam. Đến nay, tỉnh Hưng Yên đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định bổ sung 3 khu công nghiệp vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam. 10 tháng đầu năm nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 23 dự án đầu tư và điều chỉnh tăng vốn cho một số dự án với tổng vốn tăng hơn 500 triệu đô la Mỹ, gấp đôi so với cùng kỳ năm 2020. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 dự án hạ tầng khu công nghiệp gồm dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 5 với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,3 nghìn tỷ đồng và dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sạch với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 1,7 nghìn tỷ đồng.